Đúng như tên gọi, binh trại 03 chỉ có vỏn vẹn 4 thành viên, trong đó có cả một chùm cuối được ban nguyên tố gửi gắm đặc biệt. Chúng mình như ba lời thề từ tâm, ba trụ cột văn hóa đọc, ba gốc rễ vững chắc và ba tiến trình học tập siêu hiệu quả: giới, định, tuệ. Thời gian học tập của binh trại 03 quả thật là một thử thách không nhỏ. Mọi người đều bận rộn như con ong làm mật. Minh Đức, trùm cuối của chúng ta, luôn trong tình trạng săm soi học viên, sẵn sàng mời ra khỏi phòng học nếu ai đó lơ là. Huyền Kem, vào những ngày cuối khóa, bạn ấy lại rất tất bật với công việc chăm sóc người nhà. Duyên An Nhiên, suốt cả hành trình, Duyên gần như ăn ngủ ở bệnh viện để chăm sóc mẹ. Hoa Nguyễn, luôn hoa chân múa tay đi du lịch khắp nơi, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. May mắn thay, chúng mình luôn có bảo bối là chị Thơ Nguyễn, thủ lĩnh phụng sự, người luôn âm thầm quan sát và sẵn sàng hỗ trợ mỗi khi chúng mình gặp khó khăn. Dù bận rộn thế nào, chúng mình vẫn quyết tâm cày cuốc hết mình. Cứ mỗi lần thả bom, một bài tập hay một buổi chia sẻ, cả nhóm lại được dịp rèn luyện khả năng ứng biến và teamwork. Có lúc thì toát mồ hôi hột, có lúc thì đau đầu nhức óc, nhưng cuối cùng thì cũng vượt qua được hết. Tất cả là nhờ có chị Thơ luôn bên cạnh động viên và hướng dẫn. Với ba lời thề từ tâm, ba trụ cột văn hóa đọc, ba tiến trình học tập hiệu quả, cùng với 9 bước tự học, 5 thói quen, 4 điểm, 5 pháp, chúng mình đã có một hành trình thật đáng nhớ. Mặc dù có lúc lạc trôi vì quá nhiều kiến thức, nhưng chúng mình luôn cố gắng bám trụ và cùng nhau tiến lên. Binh trại 03, đó không chỉ là một khóa học mà còn là một gia đình nhỏ, nơi chúng mình cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và những trải nghiệm đáng nhớ. Và dù có đi đâu, làm gì, chúng mình sẽ luôn nhớ về những ngày tháng chinh chiến cùng nhau dưới sự dẫn dắt của chị Thơ Nguyễn. Chị Hoa bao nhiêu cái rồi? 18, 19, 10, 20, 81. Đúng là em 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Rồi. Hành trình khám phá văn hóa đọc của tôi bắt đầu từ một tình yêu sách đơn thuần. Những trang sách đã đồng hành cùng tôi qua bao mùa. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng chỉ đọc sách thôi chưa đủ. Tôi cần phải biết cách truyền cảm hứng cho người khác, với nhiều người hơn, để cùng nhau xây dựng một cộng đồng yêu sách. Khóa học K3 Chiến binh văn hóa đọc đã mở ra cho tôi một thế giới mới về phương pháp đọc sách hiệu quả. Tôi học được cách thiết kế những tiết đọc sách hấp dẫn, cách khơi gợi sự tò mò và niềm yêu thích đọc sách ở học sinh. Khóa học K8 Kiến tạo văn hóa đọc giúp tôi nhận ra tầm quan trọng của việc chuyển hóa bản thân. Tôi không chỉ là một người đọc sách mà còn là người truyền cảm hứng. Khóa thần số học K8 giúp tôi hiểu rõ hơn về bản thân và những người xung quanh. Từ đó tôi có thể xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp hơn, tạo dựng một cộng đồng yêu sách. Các khóa học đã trang bị cho tôi một nền tảng vững chắc về thiết kế tiết dạy, kỹ năng đọc sâu, khả năng chuyển hóa bản thân và hiểu biết về bản thân cũng như những người xung quanh. Nhờ sự kết hợp hài hòa của các yếu tố này, tôi đã sẵn sàng bước vào hành trình chuyển giao văn hóa đọc K6. Khóa học này đã giúp tôi nắm vững khung lý thuyết về xây dựng dự án văn hóa đọc, bao gồm 4 điểm, bối cảnh, nguồn lực, mục tiêu, tác chiến. 4 giai đoạn dự án văn hóa đọc bao gồm mầm xanh, quả vàng, quả đỏ. Ngoài ra, tôi còn được trang bị mô hình văn hóa đọc 3 gốc, thủ lĩnh văn hóa đọc, thư viện 3 gốc, 5 cấp độ. 9 bước triển khai văn hóa đọc, 5 cánh sao vận hành dự án. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, khóa học còn nhấn mạnh tầm quan trọng của 5 thói quen, 5 bước để khởi sự chuyển hóa. Và 8 thái độ làm việc. Những giá trị cốt lõi này không chỉ giúp tôi trở thành một nhà quản lý văn hóa đọc hiệu quả, mà còn giúp tôi phát triển bản thân một cách toàn diện. Qua hành trình này, tôi hiểu rằng việc xây dựng và triển khai một dự án văn hóa đọc thành công đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm và thái độ sống tích cực.
Mỗi khóa học đã đóng góp vai trò như một mã gen, góp phần hình thành nên một bản đồ đường đi rõ ràng và chi tiết cho hành trình xây dựng văn hóa đọc của tôi. Tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng, việc trở thành một thủ lĩnh văn hóa đọc không hề đơn giản. Thủ lĩnh Mỹ Đức đã từng chia sẻ tâm tư tám ngọn gió đời. Sẽ có lúc thấy đơn độc, nhưng phải đi đầu, nhưng hãy luôn thư giãn thả lỏng để có thể có tinh thần tốt nhất. Hãy luôn tỉnh thức để nhận ra vai trò của mình và làm tốt vai trò của mình. Ngoài ra, cũng đòi hỏi sự kiên trì, sự sáng tạo và cả một trái tim yêu sách. Nhưng tôi tin rằng mỗi chúng ta đều có thể làm được. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, như đọc một cuốn sách mỗi ngày, chia sẻ những cuốn sách hay trên mạng xã hội hoặc tổ chức một buổi đọc sách cùng bạn bè. Có thể nói, hành trình văn hóa đọc chuyển giao K6 đã giúp tôi hoàn thiện bản thân và trang bị cho mình những công cụ cần thiết để truyền cảm hứng đọc sách cho cộng đồng. Tôi tin rằng với những kiến thức và kỹ năng đã được trang bị, tôi sẽ có thể đóng góp tích cực vào việc xây dựng một xã hội đọc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Tôi hy vọng câu chuyện của tôi sẽ truyền cảm hứng cho các bạn. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội đọc, nơi mà tri thức được chia sẻ và lan tỏa.